Sơn là hạng 97 kg. Thành huy chương đồng Trần Văn Tuấn Vĩnh Phúc gặp Đào Duy Hưởng Bắc Giang. Tranh huy chương đồng hạng 97 kg Trần Văn Tuấn Vĩnh Phúc góc đài đỏ gặp Đào Duy Hưởng Bắc Giang góc thảm xanh. Đang quấn, cố lên, chưa được, lên, 2 điểm, xanh đã có thêm 2 điểm, tiếp lên, đã có điểm tiếp theo, lên, xanh liên tục được 6 điểm thành 7 điểm, quấn liên tục 3 lần. Tỷ số đang nghiêng về góc đài xanh thảm xanh 4-7-4. Đây trận tranh huy chương đồng hạng 97 kg. Giữa Trần Văn Tuấn Vĩnh Phúc góc thảm đỏ gặp Đào Duy Hưởng Bắc Giang góc thảm xanh. Chủ động quấn. Điểm 8 điểm dẫn ngược lại. Điểm 2.
Một. Hay quá. Chạy chạy chạy. Đỏ có 2 điểm nữa. Xanh lại có thêm 2 điểm. 9 điểm. Trần Văn Tuấn Vĩnh Phúc đã thắng cuộc.